Sách Hát Ra Chầu mở trang 24. Nhân anh cha và con và thánh thần Amen. Cầu xin Chúa thánh thần người thương tâm viếng hồn con bàn xuống cho con hồng ân dân dưa trao rồi cho đáng ngồi thánh đường nguyện xin xuống ngôi ba đoài nghe lời con thiết tha tình thương mến áp ô con ngày đêm nhuận thân xác hồn tràn là ơn thiêng. Đoàn con đến đây dâng lời ước nguyện ngày đêm mến yêu cho tròn khối tình con được yêu Chúa luôn bao là êm đềm hồn con sớm vui thang thầm hết ưu phiền kính dâng lên tình yêu chúng con vâng tin luôn niềm tin sắt son đem hết tâm hồn dần dần chia lạc đường về cùng Chúa hương bao mối tình thương kính dâng lên tình yêu chúng con vâng tin luôn niềm tin sắt son cho đến khi nào ly thoát khỏi cõi đời về cùng Chúa hướng vinh phúc trên đời chúng con kính lạy và ngợi khen sự màu nhiệm mình anh đã sáng trọng màu thanh rất châu báu vô cùng bởi lòng Đức Bà Maria đồng trinh sạch sẽ mà ra đã để mình trong phép màu nhiệm này cho được ở cùng chúng con là đêm sau hết khi người còn ngồi cùng các môn để mà ăn bữa tối là bữa trọng trên hết các bữa khi đã giữ cho đủ các phép đạo cũ truyền lại mà ăn bữa này đoạn mới phó mình cho mười hai môn để lấy làm của ăn người thứ hai ra đời làm người phán một lời phép tắc vô cùng mà làm cho bánh thần trở nên mình người cùng làm cho rượu nhỏ hoa nên bao người thật
Vì vậy dù con mang trong con xem chẳng thấy, thì phải có đức tin cho đường vững lòng. Vậy chúng con phải thở lấy phép ra thanh rất trong dường ấy. Vì các phép trong đạo cũ chẳng bằng phép này, thì chúng con phải có lòng tin cho bền. Thay vì con mắt chúng con xem thấy, chúng con phải ngợi khen Đức Chúa Cha, Đức Chúa Con, Đức Chúa Thánh Thần, cùng thờ lại kinh mến ngợi khen và hát mở sở mạo nhiệm ra thánh này đời đời chẳng cùng. Amen. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài gọi con trong đêm tối. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài gọi con lúc lẻ loi. Xin cho con cất tiếng lên trả lời vừa khi con nghe Chúa. Xin cho con biết thân thương lạy Ngài, Ngài muốn con làm gì. Lời Ngài là sự sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm giữa chân hy vọng, là đường để con hằng dõi bước. Lời Ngài đường chân ngất niềm vui, trọn vẹn ngàn tiếng hát đầy vui. Lời Ngài đổi mới cho cuộc đời, lời Ngài hạnh phúc cho đời ai. Lời Chúa trong Tin Mừng theo Thánh Luca. Khi ấy, Chúa chọn thêm 72 người nữa và sai các ông đến các thành và các nơi mà chính Người sẽ tới. Người bảo các ông rằng, lúa chín đầy đồng mà thợ gặt thì ít. Vậy các con hãy xin chủ ruộng sai thợ đến gặt lúa của Người. Các con hãy đi, Thầy sai các con như chiên ở giữa sói rừng. Các con đừng mang theo túi tiền, bao bị, giày dép và đừng chào hỏi ai dọc đường. Vào nhà nào, trước tiên các con hãy nói bình an cho nhà này. Nếu ở đấy có con cái sự bình an, thì sự bình an của các con sẽ đến trên người ấy. Bằng không, sự bình an lại trở về với các con. Các con ở lại trong nhà đó, ăn uống những thứ họ có, vì thợ đáng được trả công. Các con đừng đi nhà này sang nhà nọ, hãy chữa các bệnh nhân và trong thành và nói với họ rằng nước Thiên Chúa đã đến gần các ngươi. Năm sự sáng thứ nhất thì ngắm Chúa Giêsu theo phép rửa tại sông Giô-đan. Ta hãy xin cho được sống xứng đáng làm con Chúa. Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nương Cha trị đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin ra cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ con nợ chúng con. Xin cho để chúng con ra trước cám dỗ những cái úng hoàn do khỏi sự giữ. Amen. Kính mừng Maria đầy ơn phúc Đức Chúa Trời cùng bà có phúc lạ hơn mọi người nữ và Giêsu con lòng bà cùng phúc lạ. Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria đầy ơn phúc Đức Chúa Trời cùng bà có phúc lạ hơn mọi người nữ và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ.
Ai Maria, Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn phước Đức Chúa Trời cùng bà có phúc lạ hơn mọi người nữ và Giêsu có lòng bà gồm phúc lạ. Ai Maria, Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn phước Đức Chúa Trời cùng bà có phúc lạ hơn mọi người nữ và Giêsu có lòng bà gồm phúc lạ. Ai Maria, Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn phước Đức Chúa Trời cùng bà có phúc lạ hơn mọi người nữ và Giêsu có lòng bà gồm phúc lạ. Ai Maria, Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn phước Đức Chúa Trời cùng bà có phúc lạ hơn mọi người nữ và Giêsu có lòng bà gồm phúc lạ. Ai Maria, Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn phước Đức Chúa Trời cùng bà có phúc lạ hơn mọi người nữ và Giêsu có lòng bà gồm phúc lạ. Ai Maria, Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn phước Đức Chúa Trời cùng bà có phúc lạ hơn mọi người nữ và Giêsu có lòng bà gồm phúc lạ. Ai Maria, Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn phước Đức Chúa Trời cùng bà có phúc lạ hơn mọi người nữ và Giêsu có lòng bà gồm phúc lạ. Ai Maria, Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn phước Đức Chúa Trời cùng bà có phúc lạ hơn mọi người nữ và Giêsu có lòng bà gồm phúc lạ. Ai Maria, Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Sáng danh Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con và Đức Chúa Thánh Thần. Như đã có trước vô cùng và bây giờ và hằng có và đời đời chẳng cùng. Amen. Lạy Chúa Giêsu, xin tha tội cho chúng con, xin cứu chúng con khỏi sa hỏa ngục, xin đem các linh hồn lên thiên đàng, nhất là những linh hồn cần đến lòng Chúa thương xót hơn. Thứ hai thì ngắm Đức Chúa Giêsu làm phép lạ tại tiệc cưới Cana, ta hãy xin cho được noi gương Đức Mẹ cùng vững tin vào Chúa. Lạy Cha ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả răng ra Cha thì đến, đi Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin Cha để chúng con sẽ chưa cam dỗ nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Amen. Kính mở Maria, đầy ơn phước Đức Chúa Trời ông bà có phúc lạ hơn mọi người nữ và Giêsu lòng bà phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mở Maria, đầy ơn phước Đức Chúa Trời ông bà có phúc lạ hơn mọi người nữ và Giêsu lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mở Maria, đầy ơn phước Đức Chúa Trời ông bà có phúc lạ hơn mọi người nữ và Giêsu có lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mở Maria, đầy ơn phước Đức Chúa Trời ông bà có phúc lạ hơn mọi người nữ và Giêsu có lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mở Maria, đầy ơn phước Đức Chúa Trời ông bà có phúc lạ hơn mọi người nữ và Giêsu có lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mở Maria, đầy ơn phước Đức Chúa Trời ông bà có phúc lạ hơn mọi người nữ và Giêsu có lòng bà gồm phúc lạ.
Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mở Maria, đầy ơn Vô Đức Chúa Trời ông bà có phúc lạ hơn mọi người nữ và Giê-xua có lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mở Maria, đầy ơn Vô Đức Chúa Trời ông bà có phúc lạ hơn mọi người nữ và Giê-xua có lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mở Maria, đầy ơn Vô Đức Chúa Trời ông bà có phúc lạ hơn mọi người nữ và Giê-xu có lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mở Maria, đầy ơn Vô Đức Chúa Trời ông bà có phúc lạ hơn mọi người nữ và Giê-xu có lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Sáng danh Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con và Đức Chúa Thánh Thần. Như đã có trước vô cùng và bây giờ và hằng có và đời đời chẳng cùng. Amen. Lạy Chúa Giê-xu, xin tha tội cho chúng con, xin cứu chúng con khỏi xa hỏa ngục. Xin đem các linh hồn lên thiên đàng, nhất là những linh hồn cần đến lòng Chúa thương xót hơn. Thứ ba, Chúa Giê-xu rao giảng nước trời và kêu gọi sám hối. Tại tin lòng Chúa thương xót và siêng năng nãy nhận bí tích giao hòa. Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, đưa Cha chỉ đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin ra cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày và tha nợ chúng con, như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin cho để chúng con ra trước cam dỗ những cái uống hoàn ra khỏi sự giữ. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn Phúc Đức Chúa Trời cùng bà có phúc lạ hơn mọi người nữ và Giê-xu con lòng bà cũng phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn Phúc Đức Chúa Trời cùng bà có phúc lạ hơn mọi người nữ và Giê-xu con lòng bà cũng phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn Phúc Đức Chúa Trời cùng bà có phúc lạ hơn mọi người nữ và Giê-xu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn Phúc Đức Chúa Trời cùng bà có phúc lạ hơn mọi người nữ và Giê-xu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn Phúc Đức Chúa Trời cùng bà có phúc lạ hơn mọi người nữ và Giê-xu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn Phúc Đức Chúa Trời cùng bà có phúc lạ hơn mọi người nữ và Giê-xu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn Phúc Đức Chúa Trời cùng bà có phúc lạ hơn mọi người nữ và Giê-xu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn Phúc Đức Chúa Trời cùng bà có phúc lạ hơn mọi người nữ và Giê-xu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn Phúc Đức Chúa Trời cùng bà có phúc lạ hơn mọi người nữ và Giê-xu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn Phúc Đức Chúa Trời cùng bà có phúc lạ hơn mọi người nữ và Giê-xu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Sáng danh Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con và Đức Chúa Thánh Thần. Như đã có trước vô cùng và bây giờ và hằng có và đời đời chẳng cùng. Amen.
Lạy Chúa Giêsu, xin tha tội cho chúng con, xin cứu chúng con khỏi xa hỏa ngục, xin đem các linh hồn lên thiên đàng, nhất là những linh hồn cần đến lòng Chúa thương xót hơn. Thứ bốn thì ngắm Đức Chúa Giêsu biến hình trên núi, ta xin cho được biến đổi nhờ Chúa Thánh Thần. Lạy giáo ngõ trên trời, dung con nguyện danh ra cả sáng, ta ra thì đến đi ra thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin cha cho chúng con hôm nay lương thường hàng ngày, và ta nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin cha để chúng con sợ trước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Amen. Kính mở Maria đầy ơn vô đức cho trời ông bà có phúc là hơn mọi người nữ, và Giêsu cái lòng bà gồm phúc là. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mở Maria đầy ơn vô đức cho trời ông bà có phúc là hơn mọi người nữ, và Giêsu cái lòng bà gồm phúc là. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mở Maria đầy ơn vô đức cho trời ông bà có phúc là hơn mọi người nữ, và Giêsu cái lòng bà gồm phúc là. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mở Maria đầy ơn vô đức cho trời ông bà có phúc là hơn mọi người nữ, và Giêsu cái lòng bà gồm phúc là. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mở Maria đầy ơn vô đức cho trời ông bà có phúc là hơn mọi người nữ, và Giêsu cái lòng bà gồm phúc là. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mở Maria đầy ơn vô đức cho trời ông bà có phúc là hơn mọi người nữ, và Giêsu cái lòng bà gồm phúc là. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mở Maria đầy ơn vô đức cho trời ông bà có phúc là hơn mọi người nữ, và Giêsu cái lòng bà gồm phúc là. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mở Maria đầy ơn vô đức cho trời ông bà có phúc là hơn mọi người nữ, và Giêsu cái lòng bà gồm phúc là. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mở Maria đầy ơn vô đức cho trời ông bà có phúc là hơn mọi người nữ, và Giêsu cái lòng bà gồm phúc là. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mở Maria đầy ơn vô đức cho trời ông bà có phúc là hơn mọi người nữ, và Giêsu cái lòng bà gồm phúc là. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Sáng danh Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con và Đức Chúa Thánh Thần. Như đã có trước vô cùng và bây giờ và hằng có và đời đời chẳng cùng. Amen. Lạy Chúa Giêsu, xin tha tội cho chúng con. Xin cứu chúng con khỏi xa hỏa ngục. Xin đem các linh hồn lên thiên đàng, nhất là những linh hồn cần đến lòng Chúa thương xót hơn. Thơ Nam Thể Ngám Chúa Giêsu là bí tích thánh thể. Ta xin cho được sốt sáng tham dự thánh lễ và rước mình máu thánh ngài. Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, đưa Cha chỉ đến, đi Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin ra do chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con nhờ chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin cho để chúng con ra trước cám dỗ, nhưng cứu con cho khỏi sự dữ. Amen. Kính mừng Maria đầy ơn phúc Đức Chúa Trời cùng bà có phúc lạ ơn mọi người nữ, và Giêsu có lòng bà gồm phúc là. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria đầy ơn phúc Đức Chúa Trời cùng bà có phúc lạ ơn mọi người nữ, và Giêsu có lòng bà gồm phúc là.
Thánh Maria, Đức Mẹ cho trời cầu cho chúng con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, được ơn phước Đức Chúa Trời cùng bà có phúc lạ, mọi người nữ và Giêsu có lòng bà cũng phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ cho trời cầu cho chúng con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, được ơn phước Đức Chúa Trời cùng bà có phúc lạ, mọi người nữ và Giêsu có lòng bà cũng phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ cho trời cầu cho chúng con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn phúc Đức Chúa Trời cùng bà có phúc lạ, mọi người nữ và Giêsu có lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ cho trời cầu cho chúng con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn phúc Đức Chúa Trời cùng bà có phúc lạ, mọi người nữ và Giêsu có lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ cho trời cầu cho chúng con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn phúc Đức Chúa Trời cùng bà có phúc lạ, mọi người nữ và Giêsu có lòng bà cũng phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ cho trời cầu cho chúng con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn phúc Đức Chúa Trời cùng bà có phúc lạ, mọi người nữ và Giêsu có lòng bà cũng phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ cho trời cầu cho chúng con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn phúc Đức Chúa Trời cùng bà có phúc lạ, mọi người nữ và Giêsu có lòng bà cũng phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ cho trời cầu cho chúng con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn phúc Đức Chúa Trời cùng bà có phúc lạ, mọi người nữ và Giêsu có lòng bà cũng phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ cho trời cầu cho chúng con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn phúc Đức Chúa Trời cùng bà có phúc lạ, mọi người nữ và Giêsu có lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ cho trời cầu cho chúng con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Sáng danh Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con và Đức Chúa Thánh Thần. Như đã có trước vô cùng và bây giờ và hằng có và đời đời chẳng cùng. Amen. Lạy Chúa Giêsu, xin tha tội cho chúng con, xin cứu chúng con khỏi sa hỏa ngục, xin đem các linh hồn lên thiên đàng, nhất là những linh hồn cần đến lòng Chúa thương xót hơn. Lạy Đức Chúa Giêsu, con tin thờ Chúa đã trong phép mình thân, con kính mến Chúa hết lòng hết sức, mọi sự cùng ước ao chịu lấy Chúa trong linh hồn con. Sáng lẽ bởi vì bây giờ con chẳng có thể mà theo Chúa cho thật được, thì xin Chúa ngự vào linh hồn con cách thiêng liêng vậy. Chẳng khác gì như Chúa đã ngự vào thật, thì con xin ám lấy cùng hợp làm một cùng Chúa cho trọn. Xin Chúa chớ để cho con lìa bỏ Chúa bao giờ. Amen. Này con là đấng trên viên đá này ta xây giáo hội muôn đời kiên trụ. Này con là đấng xa tan sức hồn mêu ma vây vòng không làm chuyện rộng. Cả hai nguyện xin cho Đức Giáo Hoàng Phanxicô Chúa gìn giữ người tăng ấp sinh lực và ban cho người đời nay hạnh phúc. Đừng trao người cho ác tâm quân thù, đừng trao người cho ác tâm quân thù.
ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, Chúa đã dùng sự khôn ngoan Chúa mà bảo vệ vũ trụ. Xin thương nghe lời chúng con cầu nguyện và rộng lòng nhân từ gìn giữ Đức Giáo Hoàng Phanxicô Chúa đã chọn, để nhờ sự dẫn dắt và nhờ công phúc đức tin của người, dân Chúa mỗi ngày được thêm đông số. Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, Chúa đã trao phó tất cả các dân tộc cho con yêu quý của Chúa. Xin Chúa kết hợp các dân tộc vào hội thánh Chúa, để những ai đi tìm ánh sáng chân lý được xứng đáng đạt tới Chúa là Thiên Chúa chân thần và duy nhân. Nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Xin mở sách trang 58. Mẹ từ bi, ngày nay con đến nếp thang, dưới áo mẹ lệnh che khuất bao u buồn nơi khóc than. Đời con đang sống giữa ba đạo trăm nguy biến, xin mẹ dắt dìu con qua khỏi nơi nguy nan. Ôi Maria, ôi mẹ từ bi lần toàn, không sợ ba thù con nếp dưới áo mẹ từ nhân. Mẹ coi con khói trước ba thù đang khoai khoát, đưa về thiên đàng cùng mẹ hướng phúc thanh nhàn. Đức Chúa Trời rải thánh thiên thần truyền tin cho ra thánh Đức Bà Maria và ra thánh Đức Bà chịu thai bởi phép Đức Chúa Thánh Thần. Kính mừng Maria đầy ơn Phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà có phúc là hơn mọi người nữ và Jesus có lòng bà cùng phúc là. Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Này tôi là tôi ta Đức Chúa Trời. Tôi xin vâng như lời thánh thiên thần truyền. Kính mừng Maria đầy ơn Phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà có phúc là hơn mọi người nữ và Jesus có lòng bà cùng phúc là. Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Giờ quay ngồi thứ hai xuống đây làm người và ở cùng chúng con. Kính mừng Maria đầy ơn Phúc Đức Chúa Trời ông bà có phúc là hơn mọi người nữ và Jesus có lòng bà cùng phúc là. Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Lạy ra thánh Đức Mẹ Chúa Trời xin cầu cho chúng con. Đáng chịu lấy những sự Chúa Kitô đã hứa. Lạy Chúa chúng con xin cho ban ơn xuống trong linh hồn chúng con. Là kẻ đã nhờ lời thánh thiên thần truyền mà biết thật Chúa Kitô là con Chúa đã xuống thế làm người, thì xin vì công ơn con Chúa chịu nạn chịu chết trên cây thánh giá cho chúng con ở sau khi sống lại được đến nơi vinh hiển, cũng vì công nghiệp Chúa Giêsu Kitô là Chúa chúng con. Amen. Chúng con cậy vì danh Chúa nhân từ,
cho các linh hồn được lên chốn nghỉ ngơi. Hàng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng lắm, vui vẻ vô cùng. Amen. Nhân hình Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Lạy Chúa Giê-xu, xin Chúa chúc lành cho chúng con.